Vào ngày hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố thống kê tổng hợp điểm thi của các thí sinh theo từng tổ hợp 3 môn thi của năm khối truyền thống là A, A1, B, C và D. Theo đó, thì năm nay không có thí sinh nào đạt được điểm tuyệt đối 30 điểm. Khối A có 2 thí sinh đạt điểm cao nhất 29,5, khối B có 2 thí sinh đạt điểm 29,75, khối A1 có 1 thí sinh đạt điểm 28,75, khối C có 1 thí sinh đạt điểm 28,5 và khối D có một thí sinh đạt điểm cao nhất 28,25. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là số lượng thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên của 3 môn thi bất kỳ theo các khối thi là rất hạn chế. Ở khối AB thì có khoảng 1.000 em, khối còn lại chỉ có khoảng vài trăm em. Trong khi đó thì số thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 15 cho đến 24 là khá đông, cho thấy mức độ cạnh tranh là khá cao. Tuy nhiên, thống kê này thì vẫn chưa tính đến điểm ưu tiên và điểm khu vực.